dựa vào cái bài kinh này đó, sẵn đây chúng tôi xin đọc từng đoạn để quý vị hiểu rõ thêm. Đây là thuộc kinh Trường Bộ đó. Và đương nhiên đối với truyền thống Nam Tông đó, ghi lại đó, những cái bài kinh này trong kinh tạng Pali đó, nói được Đức Phật Ngài tăng lên cung trời thứ 33 giảng pháp cho mẹ của Ngài, rồi Ngài Xá Lợi Phất nghe và chú thích những cái điều giảng của Phật, từ đó mà có cái tạng gọi là Luận Tạng. Còn đối với bên Bắc Tông thì nó làm đây là cái lần mà Đức Phật Ngài thăng lên cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng cho mẹ của Ngài. Cho nên cái điểm chính là Ngài cũng thăng lên cung trời thuyết pháp cho người mẹ, báo hiếu người mẹ, nhưng mà truyền thống Nam Tông thì nó khác, truyền thống Bắc Tông thì nó khác, nhưng mà thực sự cũng không có khác mấy ha. Rồi tôi sẽ đọc từng phần trong cái bài kinh này, bài kinh bài kinh Du Thiên Pháp Bổn, tức là bài kinh dịch ra đó là bài kinh Đức Phật thuyết pháp trên cảnh trời đó, Du Thiên Pháp Bổn. Có những đoạn trên tôi lược bỏ vì không có liên hệ đến nhiều. Cái phần mà chính, lý do tại sao mà Đức Phật Ngài thăng lên cung trời thứ 33 đó. Lúc ấy Thế Tôn nghĩ chính bốn bộ này phần lớn lười biếng, không chịu nghe pháp, cũng không tìm cầu phương tiện để tự thân tác chứng, cũng không mong đạt những gì chưa đạt, đắc những gì chưa đắc, nên ta làm cho bộ chúng, bốn bộ chúng này phải khắc ngưỡng giáo pháp. Thì có phần trên tôi không có giảng tới. Đến cái phần đây, Đức Phật Ngài nói bốn bộ chúng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là bốn chúng đó. Phật Ngài quả, Ngài nói phần lớn là làm biếng, giải đãi, không có chịu nghe pháp, không có tìm những cách mà tự thân tu chứng, những cái phương tiện để tu tập, không có mong đạt những gì chưa đạt được, đắc những gì chưa đắc. Cho nên Ngài muốn dùng cái phương tiện để khiến cho bốn chúng đệ tử của Ngài gia tại gia khắc ngưỡng giáo pháp. Thì cái câu này cũng giống như cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật Ngài nói đó. Ngài lấy ví dụ Ngài như là một vị người cha, thấy con mình, ở gần con mình nó không có kính trọng, mà người cha dùng cái phương tiện nói là để đi xa. Thì khi mà người cha đi xa mới đưa cái tin về rằng người cha đã mất rồi, mà ở nhà có những cái lương dược, những cái bài thuốc hay để trị bệnh. Thì khi mà nghe như vậy đó, những người con mới quý trọng, mới khát ngưỡng, mới lấy làm hối tiếc, mới dùng những cái bài phương thuốc đó đó để mà trị bệnh cho chính bản thân họ. Thì ở đây Đức Phật Ngài cũng nói điều đó. Nếu chúng tôi không có lầm, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Ngài cũng nói gần gần như vậy. Vì chúng sanh á, nhiều khi gần quá đó, họ xem thường, có gần Phật, gần chư Bồ Tát, Thánh Tăng vân vân, riết là họ xem thường. Nên Đức Phật Ngài dùng cái phương tiện đó để họ tỏ lòng khát ngưỡng khi thấy là không có cần, không có gần được Phật nữa. Bây giờ Thế Tôn không bảo cho bốn bộ chúng, cũng không dẫn theo thị giả, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay biến khỏi kỳ hoàng lên đến trời Tam Thập Tam. Đến lúc đó đó, Đức Phật Ngài nghĩ dùng cái phương tiện để cho họ, cho bốn chúng đệ tử xuất gia tại giam khắc ngưỡng cái giáo pháp. Cho nên Ngài không có dẫn thị giả ai hết thì theo, không có nói cho họ, không báo trước
như trong khoảnh khắc như cô vũ cánh tay là bay lên cung trời. Thứ 33, Thích Đề Hoằng Nhân trông thấy Thế Tôn đến, liền dẫn thiên chúng ra trước nghênh đón Thế Tôn, đảnh lễ sắc chân thỉnh Phật ngồi rồi thưa: Thích Đề Hoằng Nhân, là vua trời của từng trời. Thứ 33 đó, cung nghinh Thế Tôn, xa cách lâu chúng con mới được thăm hầu. Ông ta cung nghinh Đức Phật. Lúc ấy Thế Tôn nghĩ: nay ta phải dùng thần thông túc để ẩn thân, để mọi người không biết ta ở đâu. Đó, vì Ngài dùng cái thần thông ẩn thân, cho nên ngay cả các vị thánh đệ tử có thần thông hay tha tâm thông hay là thiên nhãn thông cũng thấy Ngài ở đâu. Lúc đấy Thế Tôn lại nghĩ: nay ta ở cõi trời tâm thập tam nên hóa thân lớn. Ngài lại nghĩ mình đang ở cõi trời thứ 33 này cũng phải hóa thân lớn như chư thân của chư thiên ở cõi trời đó. Lúc ấy tại giảng đường thiện pháp, ở trên trời có phiến đá vàng vuông vức một do tuần. Thế Tôn ngồi kiết dạ trên phiến đá, vừa trọn cả mặt đá. Ngài ngồi trên mặt đá, mặt cái tảng đá đó. Bây giờ thân mẫu của Như Lai là Ma Gia dẫn các thiên nữ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên và bạch: cách biệt lâu lắm mới được phụng hầu, nay Thế Tôn đến đây thật là đại hạnh. Tôi hằng mong mỏi nhớ tưởng gặp Phật, hôm nay Thế Tôn mới đến. Thân mẫu của Đức Phật Mahamaya dẫn các vị thiên nữ đến để gặp Phật, đảnh lễ Phật xong cũng nói rằng rất là nhớ Ngài, cũng mong mỏi Ngài đến. Sau khi thánh mẫu Maya đảnh lễ sát chân ngồi ra một bên, Thích Đề Hoằng Nhân cũng đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Chư thiên trời thứ 33 cũng đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Khi mẹ của Ngài đảnh lễ Phật xong ngồi một bên, rồi vua trời Đế Thích cũng vậy, và chư thiên ở cõi trời đó cũng vậy, để nghe Phật thuyết pháp. Chúng tôi xin mở dấu ngoặc chút xíu, mở ngoặc chút xíu về bà Mahamaya. Thì tôi không có nhớ rõ cái bài kinh nào trong kinh điển Đại Thừa thì có nói là bà Mahamaya đó trong những đời tiền kiếp đã từng phát nguyện là mẹ của chư Phật. Bất cứ vị Bồ Tát gọi là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát nào, bà ta cũng phát nguyện là mẹ của chư Phật á. Tôi quên cái bài kinh nào rồi. Khi ấy chúng chư thiên thấy Như Lai thì ở thiên chúng tăng ít Atula tổn giảm. Chư thiên thấy Đức Phật thì thiên chúng lại tăng lên, cái số của chư thiên tăng lên, còn những cái loài Atula lại giảm xuống, giảm bớt. Bây giờ Thế Tôn lần lượt thuyết cho chư thiên các đề tài ví diệu luận về bố thí, trì giới, sanh thiên. Phật Ngài giảng cho chư thiên nghe về những cách mà bố thí, những pháp bố thí, những việc mà trì giới, về cái nhân dân, nhân duyên mà sanh cảnh trời thế nào. Dục là tưởng bất tịnh, dâm là sự nhớ xấu, giải thoát là an lạc. Tâm tham dục, tâm ô uế bất tịnh, còn cái sự giải thoát mới là sự an lạc lâu dài. Khi ấy Thế Tôn thấy tâm ý chúng chư thiên khai mở như pháp mà chư Phật Thế Tôn thường tuyết là khổ tập diệt đạo. Ngài cũng thiếu pháp, thiếu về tứ diệu đế đó, khổ đế, diệt tập đế, diệt đế, đạo đế đó. Ngài cũng khắp vì chư thiên mà nổi hết. Mọi người ngay trên chỗ ngồi dứt sạch bụi nhơ, được mắt pháp trong sạch. Lại có 18 ức thiên nữ thấy được dấu đạo, 3 vạn 6 ngàn thiên chúng được mắt pháp trong sạch. Đó,
những lúc mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho loài người, những lúc mà Ngài thuyết pháp cho chư thiên, những cái vị mà đã có duyên với Ngài trong đời tiền kiếp thì chắc chắn là họ được nhập đạo, tâm họ được thanh tịnh, được mắt pháp trong sạch. Khi ấy mẹ Như Lai từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi trở vào cung, nghe pháp rồi. Mẹ của Đức Phật đứng dậy rồi trở về cung. Thích Đời Hoằng Nhân bạch Phật rằng: nay con phải dùng loại thức ăn gì cúng bữa ăn Như Lai? Là dùng thức ăn cõi người hay thức ăn tự nhiên của cõi trời? Vua Đời Đế Thích mới hỏi Đức Phật, không biết là xin Đức Thế Tôn cho con biết là con muốn cúng dường thức ăn nào, thức ăn ở cõi người hay thức ăn cõi trời mà Đức Như Lai cho phép. Thế Tôn bảo: hãy dùng thức ăn ở cõi người mà dọn bữa cho ta. Vì sao vậy? Vì thân ta sanh ở nhân gian, lớn lên ở nhân gian, thành Phật ở nhân gian. Phật dạy Ngài muốn dùng thức ăn ở cõi người vì Ngài sanh ở cõi người, rồi lớn lên ở cõi đó, thành Phật cũng ở cõi đó. Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: thưa vâng bạch Thế Tôn. Và Thích Đề Hoằng Nhân là bạch Phật tiếp: theo thời tiết trên trời hay thời tiết nhân gian? Thế Tôn bảo: theo thời tiết nhân gian. Đáp: thưa vâng bạch Thế Tôn. Lúc ấy Thích Đề Hoằng Nhân dùng thức ăn cõi người và lại y theo thời tiết cõi người dọn bữa ăn cho Như Lai. Bây giờ các trời ở cõi 33 nói với nhau: nay chúng ta mới thấy Như Lai ăn cơm suốt cả ngày. Điều này chúng ta nghe hơi thấy lạ. Đức Phật là Ngài chớ ra cái giới ăn ngàn bữa, chính Ngài cũng hành trì ở cõi người này. Nhưng mà lên trên cảnh trời, từng trời thứ 33, chư thiên thấy Ngài ăn suốt cả ngày. Vì Đức Phật Ngài dạy cho ông vua Trời Đế Thích đó, Phật Ngài cũng dùng những thức ăn của con người và dựa theo thời gian ở con người. Thì chúng ta biết như vừa hôm có học qua đó, thời gian ở cõi trời nó dài, nó lâu hơn ở cõi người, cho nên chư thiên mới thấy Đức Phật cứ ngồi ăn hoài như vậy. Mà thực sự không phải, Ngài dựa vào cái thời gian của con người mà ăn. Lúc ấy Thế Tôn bèn nghĩ: tai ta phải nhập tam muội như vậy, muốn cho chư thiên tiến thì tiến, muốn cho chư thiên lui thì lui. Rồi Thế Tôn liền nhập tam muội này, khiến cho chư thiên tiến lui tùy theo thời thích hợp. Ngài muốn điều phục những chư thiên trên trển đó, muốn chư họ tiến thì Ngài muốn họ tiến thì họ sẽ tiến, Ngài muốn họ lui thì họ sẽ lui. Bây giờ bốn bộ chúng ở nhân gian lâu lắm không thấy Như Lai, liền đến chỗ A Nan, bạch A Nan: nay Như Lai đang ở đâu? Chúng con mong mỏi muốn được gặp. A Nan đáp: chúng tôi cũng không biết Như Lai đang ở đâu. Vì đầu mùa hạ đó, Đức Phật Ngài thấy bốn chúng hơi làm biến giải đãi, cho nên Ngài mới ẩn mình mà thăng lên cung trời thứ 33 này, thuyết pháp cho mẹ của Ngài mà không có báo cho ai biết hết. Nên ở dưới có người không ai biết Phật đi đâu hết, và ngay cả chính thị giả của Ngài là A Nan. Lúc ấy vua Ba Tư Nặc, vua U Điền cùng đến chỗ A Nan, hỏi A Nan: hôm nay Như Lai đang ở đâu? Vua Ba Tư Nặc, vua U Điền là những vị đại hộ pháp của Đức Phật, thắc mắc không biết là Đức Phật đi đâu. A Nan đáp: đại vương, tôi cũng không biết Như Lai đang ở đâu. A Nan cũng không biết rõ. Hai vua vì nhớ muốn gặp Như Lai nên sinh ra bệnh khổ. Bây giờ quần thần chỗ vua U Điền tâu vua: đại vương nay mắc bệnh gì? Vua bảo: ta vì u sầu thành bệnh. Quần thần tâu vua: đại vương u sầu chuyện gì mà thành bệnh vậy? Vua đáp: vì không thấy Như Lai, nếu không gặp
là Như Lai chắc ta chết mất. Thì vua Điền vì nhớ Đức Phật, kính trọng Đức Phật, cho nên u sầu. Mà những vị đại thần hỏi chuyện thì ông ta mới nói. Lúc này quần thần suy nghĩ phải tìm phương tiện gì để vua Điền không chết. Chúng ta nên làm hình tượng Như Lai. Bây giờ quần thần tâu vua, chúng tôi muốn làm hình tượng Phật để có thể cung kính thừa sự đảnh lễ. Khi nghe những lời này xong, vua vui mừng hớn hở, không tự chế được, liền bảo quần thần: lành thay, những lời của các khanh thật tuyệt diệu. Thì quần thần thấy thấy vì nhà vua kính trọng Đức Phật quá cho nên mới nghĩ cái cách là muốn tạc tượng của Đức Phật. Mà quý vị biết cho đến cái năm thứ bảy, cái mùa hạ thứ bảy là gần như chưa bao giờ có ai tạc hình tượng Phật cả. Mà đây có thể là lần đầu tiên những vị quần thần của vua Điền mà nghĩ đến cái cách đó, vì nhà vua nhớ Đức Phật khi ngài thăng lên trời thứ 33 để thuyết pháp cho người mẹ đó. Quần thần tâu vua: nên dùng báu vật gì để làm hình tượng Như Lai? Lúc ấy vua liền ra lệnh các tượng sư kỹ xảo trong đất nước và hỏi rằng: ta muốn làm hình tượng. Các tượng sư kỹ xảo khéo đáp: thưa vâng đại vương. Vua Điền liền dùng gỗ chiên đàn ngu đầu làm hình tượng Như Lai cao 5 thước. Nhà vua dùng gỗ chiên đàn, đàn trầm hương á, làm hình tượng Đức Phật cao 5 thước. Nhờ những cái tượng sư kỹ xảo thì chúng tôi hình như cũng đọc qua một cái đoạn tương tự như vậy, biết bên Nam Tông hay Bắc Tông gì cũng có nói rằng khi mà những cái tượng sư những cái người mà gọi là nghệ nhân mà khắc cái tượng của Phật á, do U Điền ra lệnh á, sau khi vua Điền mà ra lệnh cho những người nghệ nhân khắc điêu khắc cái tượng Phật, điêu khắc hoài không có đúng, nên có một cái vị thiên tử, không biết có phải thiên tử hay là đại phạm thiên vương, mới thì xuống là một vị điêu khắc, một vị nghệ nhân phát tâm khắc cái tượng của Phật mà rất là đúng, rất là đẹp, rất là giống y hệt với Đức Phật. Thì trong đây thì không có nói cái đoạn đó, tôi nhớ những cái đoạn kinh khác nói điều này đó. Bây giờ vua Ba Tư Nặc nghe U Điền làm tượng Như Lai cao 5 thước để cúng dường, vua Ba Tư Nặc lại triệu mời các tượng sư khéo trong nước tới và bảo: nếu ta muốn tạo hình tượng Như Lai, các khanh hãy làm cho xong ngay. Vua Ba Tư Nặc cũng thấy thấy vua Tu Điền đã tạo cái tượng Phật, khắc tượng Phật làm bằng gỗ hương chiên đàn rồi, cho nên mới gọi những người thợ trong nước tạo hình tượng Phật. Vua Ba Tư Nặc nghĩ như vậy: nên dùng báu vật gì để làm hình tượng Như Lai? Lát sau lại nghĩ: thân hình Như Lai có màu vàng như thiên kim, nay nên dùng vàng để tạo hình tượng Như Lai. Đây nhà vua thấy thấy Đức Phật có thân vàng ròng, cho nên ngài mới phát tâm dùng vàng để đúc cái tượng của Phật. Vua Ba Tư Nặc liền dùng vàng ròng tử ma làm hình tượng Như Lai cao 5 thước. Bây giờ trong Diêm Phù Đời mới có hành hình tượng Như Lai. Đây mới ghi lại ghi lại đây là cái hình tượng của Đức Phật đầu tiên cho vua U Điền cũng như là vua Ba Tư Nặc bảo những cái nghệ nhân đúc và tạc ra hình tượng của Đức Phật. Thì trong lịch sử theo những cái vị gọi là học giả đã ghi lại đó, thì dựa vào những bài kinh rải rác chỗ này rải rác chỗ nọ đó, thì nói rằng là gần như là trong đời Đức Phật còn tại thế đó, thì gần như không có cái tượng Phật nào, chưa có ai tạc tượng Phật. Mà mỗi khi mà Đức Phật ngài đi xa đó, thì ngài A Nan ngài mới dùng những cái như là cái cây bồ đề hay nhánh bồ đề, những cái gì mà những cái vật gì mà liên hệ Đức Phật á,
Để khi mà những cái vị Phật tử đến mà thấy không có gặp Phật, họ đảnh lễ như một cái nhánh của cây Bồ đề chẳng hạn, hay là một cái biểu tượng vòng tròn như là Bát Chánh Đạo chẳng hạn, vân vân. Đó là những cái biểu tượng của Đức Phật, biểu tượng sự mà giác ngộ của Ngài thôi. Còn những cái tượng Phật á, thì họ nói đó, sự nghiên cứu đó, là vài trăm năm sau thì mới có những tượng Phật đó. Thì tùy theo, có những cái vị học giả họ nghiên cứu. Nhưng mà ở trong đây, cái kinh tạng Nam Tông, Bắc Tông cũng ghi lại đó, cái tượng Phật đã được khắc trong thời Đức Phật còn tại thế rồi. Mà đúng ra thì trong bài kinh khác á, cũng có đề cập đến, đôi khi Đức Phật cũng nhắc là không có nên tạc tượng gì cả, nhưng mà cũng tùy theo ha, tùy theo những cái bài kinh. Rồi lúc ấy bốn bộ chúng đến chỗ A Nan, bạch với A Nan: chúng con mong mỏi nhớ nghĩ đến Như Lai, muốn được trông thấy Ngài. Ngày hôm nay Như Lai đang ở đâu vậy? Ha, bốn bộ chúng ha, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đến gặp Ngài A Nan để hỏi, vì Ngài A Nan là thị giả của Phật mà, họ muốn gặp Phật mà không biết Phật ở đâu. A Nan đáp: chúng tôi cũng lại không biết Như Lai đang ở đâu, nhưng nay chúng ta hãy đến chỗ A Na Luật để hỏi ý nghĩa này. Vì sao vậy? Tôn giả A Na Luật có thiên nhãn bậc nhất, trong sạch không tì vết. Ngài dùng thiên nhãn thấy 1000 cho đến 3000 đại thiên thế giới, Ngài có thể thấy hết. Ngài sau khi mà nghe những cái vị xuất gia tại gia hỏi Phật đâu, Ngài nó không có biết, nên thôi bây giờ đến gặp Ngài A Na Luật. Hay là cái vị mà quý vị nhớ đó cũng là vị hoàng thân, hoàng tử. Khi mà Đức Phật Ngài trở về cũng thành lần đầu tiên, vị này đã cùng với những vị khác phát tâm xuất gia. Chắc quý vị cũng biết cái gia thoại của Ngài, quý vị này. Chúng tôi chỉ cõi ngắn thôi, sau này đến cái phần mà giảng về hành trạng của vị thánh tăng, tôi sẽ nói chi tiết. Thì trong một cái lần nọ đó, Ngài bị Phật quả là vì Ngài nghe Pháp mà bị vừa nghe mà người ngủ gục, cũng giống như thỉnh thoảng chúng ta còn nghe Pháp chúng ta ngủ gục vậy đó. Thì Phật Ngài mới quả, ông là hoàng tử, xuất thân là hoàng tử mà đi tu không có tinh tấn tu tập vậy mà lại ngủ gục suốt ngày. Nghe câu đó đó, hoàng tử cảm thấy mặc cảm, rồi phát nguyện là mở mắt suốt, không có nhắm mắt trong cả tuần, suốt 7 ngày như vậy. Nên cuối cùng hai con mắt bị sưng, sưng và hư luôn. Nhưng mà do sự tinh tấn của Ngài đó, thay vì tuy rằng mắt hư, nhưng mà Ngài chứng được thiên nhãn thông, thấy được 3000 đại thiên thế giới. Cho nên Ngài A Nan mới nói đại chúng tính gặp Ngài A Na Luật để mà hỏi câu vị này coi có thấy Phật ở cõi nào hay không. Bốn bộ chúng cùng A Nan đến chỗ A Na Luật bạch rằng: hôm nay chúng con đến đây để hỏi Ngài xem Như Lai đang ở đâu, cúi xin tôn giả dùng thiên nhãn xem coi ra sao. Ngài A Nan cùng đại chúng bạch với Ngài A Na Luật là vậy đó, cũng muốn nhờ Ngài A Na Luật xem coi Đức Phật ở đâu, cảnh giới nào. Lúc ấy tôn giả A Na Luật đáp: các vị hãy chờ một lát, nay tôi cũng muốn xem Như Lai đang ở đâu. Lúc ấy A Na Luật ngồi ngay ngắn giữ niệm trước mặt, dùng thiên nhãn tìm khắp Diêm Phù Đề mà không thấy Như Lai, lại dùng thiên nhãn quan sát khắp Cù Gia Ni, Phật Vu Giải Ất Đơn Việt mà vẫn không thấy, lại quan sát Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Diệm Thiên, Đâu Sức Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên cho đến Phạm Thiên mà vẫn không thấy. Ngài dùng thiên nhãn của Ngài quán hết, nhìn hết tất cả cõi Diêm Phù Đề, cõi đất này, cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cõi trời Đau Lợi, cõi trời Đâu Sức, cõi trời Thứ Ba 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 vân vân, mà không có thấy Phật ở đâu. Lại quan sát 1000 Diêm Phù Đề
1.000 cù gia ni, 1.000 ốc đơn Việt, 1.000 phất vua vải, 1.000 tứ thiên vương, 1.000 diễm thiên, 1.000 đâu xuất thiên, 1.000 tha hóa từ tại thiên, 1.000 phạm thiên cũng không thấy Như Lai. Ngài quán sát một vậy, một cõi như vậy, một cõi của Diêm Phù Đề đến 1.000 cũng thấy, cõi bốn cõi chung quanh núi Tu Vi ha, Nam Thiệt Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, Tứ Thiên Vương v.v. hơn cả mỗi chỗ được hơn cả 1.000 cõi mà không có thấy. Lại quan sát 3.000 đại thiên quốc độ cũng không thấy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy nói với A Nan: tôi đã quan sát khắp 3.000 đại thiên quốc độ mà vẫn không thấy Thế Tôn. Ngài nói với ngài A Nan cũng đại chúng như vậy đó, quan sát 3.000 đại thiên thế giới cũng không thấy được Phật nữa. Lúc ấy A Nan và bốn chúng đều ngồi lặng im. A Nan nghĩ Như Lai sẽ không nhập Niết Bàn chứ, Ngài A Nan nghi không biết Phật có nhập Niết Bàn hay không. Bây giờ trên cõi trời 33 chư thiên bảo nham, chúng ta đã được lợi thiện cú nguyện 7 Phật thường hiện ở đời để trời và người được nhiều lợi ích. Có những vị chư thiên cầu thỉnh có 7 Đức Phật thì hiện để cho loài trời người được hưởng nhiều phước báo, nhiều lợi ích. Có vị nói: nói chi đến 7, chỉ cần 6 vị Phật, điều này cũng đã quá tốt lành. Hoặc có thiên tử nói chỉ cần 5 hoặc 4 hoặc 3 hoặc 2 Đức Phật xuất hiện ở đời cũng nhiều lợi ích. Có vị nói vậy đó, không phải là 7, mình có thể 6 cho đến 2 cũng là có nhiều lợi ích rồi. Lúc ấy Thích Đề Hoàng Nhân bảo chư thiên: nói chi 7 Phật, cho đến 2 Phật, chỉ duy nhất Phật Thích Ca ở đời lâu dài thì đã được nhiều lợi ích rồi. Ông vua trời Đế Thích là nhắc lại đó, chỉ cần Phật Thích Ca ngài thì hiện ở cổ đời cũng là được biết bao nhiêu cái lợi ích, bao nhiêu phước báo rồi. Bây giờ ý Như Lai muốn chư thiên đến thì chư thiên liền đến, ý muốn chư thiên đi thì chư thiên liền đi. Đức Phật ngài dùng cái ý của mình, nếu muốn chư thiên đến thì họ sẽ đến, muốn chư thiên đi rời khỏi ngài thì họ cũng sẽ đi. Lúc ấy chư thiên trời Tam Thập Tam nói với nhau rằng: vì sao Như Lai ăn suốt cả ngày vậy? Như nãy tôi nói đó, vì một ngày một đêm ở trên cõi đó đó, bằng mấy ngàn năm ở dưới cõi này, cõi người, cho nên họ mới thấy Đức Phật ngài cứ ngồi ăn hoài, mà thực sự không phải. Ngài giữ cái tâm, giữ cái thời gian cũng giống như cõi người, và ăn những thức ăn của ở cõi người chứ không phải ăn thức ăn của trời. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân nói với chư thiên cõi trời Tam Thập Tam: hiện tại Như Lai thọ thực theo thời tiết ở nhân gian, không theo thời tiết ở trên trời. Ông vua trời rất nhắc lại vậy đó. Bây giờ Thế Tôn đã trải qua 3 tháng ở trên trời, ngài nghĩ bốn bộ chúng người Diêm Phù Đề không gặp ta đã lâu, rất có lòng tưởng nhớ khác trong. Ta nên xả thần túc cho các thanh văn biết Như Lai đang ở trời Tam Thập Tam. Nghĩ đã 3 tháng rồi, chắc là những đệ tử, bốn chúng đệ tử nhớ tưởng ngài, cho nên ngài mới xả thần túc để các vị thanh văn mà có thần thông á phải biết ngài đang ở đâu. Lúc ấy A Nan đến chỗ A Na Luật bạch với A Na Luật: hôm nay bốn bộ chúng khác trong muốn gặp Như Lai. Đó thì sau 3 tháng đó, ngài A Nan cũng trở lại với đại chúng, cũng bạch với thưa với ngài A Luật rằng là cũng rất là muốn ngài, nhờ ngài tìm xem, nhìn xem coi Đức Phật ở đâu. Nhưng Như Lai nay không diệt độ chăng? Đó là ngài A Nan nghi không biết Phật có diệt độ hay không, nhập Niết Bàn hay không. Lúc ấy A Na Luật bảo A Nan: hôm qua có vị thiên đến chỗ tôi báo Như Lai đang ở trong giảng đường thiện pháp trên trời Tam Thập Tam. Nay hãy đợi một chút, tôi muốn quan sát hiện Như Lai đang ở đâu.